Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ làm một clip nói về cái vấn đề mà hỏng cái cổng HDMI này. Có rất nhiều bạn đang thắc mắc nha. Và nguyên nhân gì nó gây ra hiện tượng như vậy? Thì đây chính là hai cổng HDMI, HDMI 1, HDMI 2 này. Đấy. Hai cổng HDMI. Thì trên cái cổng HDMI 1 các bạn nhìn này. Trên cổng HDMI 1 này. Đấy, nó là gồm những cái đường này. Đường này. Và đi thẳng vào vi xử lý này. Vi xử lý này. Còn đây là HDMI 2. HDMI 2. Nó cũng gồm có những cái đường này. Nó có 19 chân. Từ chân 1 đến chân 19 nhé. Và nó cũng đi thẳng vào vi xử lý các bạn. Thì bên cạnh con HDMI 2 này nó có hai cái jack này. Hai con bóng này. Thì nó làm nhiệm vụ gì? Và một số điện trợ này. Thì bây giờ mình sẽ vào bài phân tích cụ thể cho các bạn nhé. Các cái vấn đề này thì thực ra là các cái vấn đề mà nó rất là gặp rất là nhiều hiện nay. Nhưng một số các bạn thì đang rất là thắc mắc, không biết là tại sao và không biết là xử lý như thế nào. Một số trường hợp thì mình cắm cổng HDMI tốt này, dây HDMI tốt này, nhưng mà cái bo này của mình nó không nhận HDMI. Thì không nhận HDMI nó có nhiều nguyên nhân. Nhiều khi các bạn cứ đổ cho tại tổng, nhưng chưa chắc tại tổng đâu nhé. Chưa chắc tại chế xe tổng. Đấy, và để nắm rõ về cái cổng HDMI này thì cũng có một số bạn ở trong Thanh Hóa, Nghệ An cũng đang gặp các cái vấn đề mà TV mỏng này nhưng chưa cập nhật được. Thì hôm nay theo như yêu cầu của bạn ấy, mình sẽ làm cái clip liên quan đến cổng HDMI trước nhé. Đấy, nếu mà cổng HDMI này nó không nhận thì kiểm tra những cái gì nhé. Đây nhé các bạn nhé. Và đây là cái sơ đồ cổng HDMI mà mình có vé này để mình phân tích cho các bạn nhé. Có vé lại phân tích các bạn. Các cái cổng này trên mạng rất là nhiều nhưng mà các bạn không phân tích được. Thì thứ nhất là cổng HD của mình này nó có 19 chân. 19 chân. Đây. Đây các bạn, nó chính là 19 cái chân này. Đây là cái chân mình vừa chụp được của cái con Sony này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13, 14, 15, 16, 17, 18 và 19 chân nhá. 19 chân. 19 chân đấy thì gồm có các cái chân mà nó có các cái con điện trở, cầu trở các bạn thấy không? Đây này. Đây các cái cầu trở này. Cầu trở này thực ra nó là bốn con điện trở bên trong, như con này là 4R7 tức là 4,7 ôm nhé. Đấy, tức là trong này nó sẽ có bốn con điện trở 4,7 ôm và hai con điện trở này cũng vậy này. Cũng là mấy con điện trở 4,7 ôm. Và cái con điện trở này của mình ý. Này, bốn cái tín hiệu, đây là cái bốn cái đường này của mình. Chính là bốn cái đường tín hiệu mang thông tin hình ảnh nhé. Đấy, mang thông tin hình ảnh. Đấy, nó chứa đầy đủ các cái thông tin hình ảnh này, rồi các cái thông tin hình ảnh ở trong này, trong bốn đường này, 6 ở 8 đường này, 2 này, 4 6 8 này, tức là bốn cái cặp này nha. Tiếp theo này. Ở cái chân 15 16, đây 19 18 17, 16 15, đây là hai chân này các bạn. Hai cái chân này của mình này, nó có hai cái chân, nó có hai cái đường này các bạn thấy không? Đi về đi qua hai con chợ này. Đi về với xử lý. Thì hai cái đường này của mình chính là hai cái đường dữ liệu nhé. Nó mang thông tin âm thanh và đồng thời các cái xung đồng bộ nằm trong hai đường này nhé. Nếu mà mất các cái đường này, một trong những cái đường này, thì có thể là gây ra hiện tượng là màu bị sai, sai lệch màu. Sai lệch màu như các bạn nhé. Mất các cái đường này. Đường này. Thì có thể là gây ra không nhận được HDMI nha bạn nhé. HDMI không nhận được. Hoặc là hình bị đổ chéo hoặc các thứ nha. Các cái đường liên quan đến chân này, hai chân này. 15 16 này. Và chân 17 của nó là chân nối mát rồi ạ. Chân 18, chân 18 này mới là chân quan trọng, 18 19 này này. Thì bây giờ mình sẽ muốn biết nó quan trọng như nào. Mình sẽ phân tích nó vào trong sơ đồ nhé. Đây. Đây. Đây là một cổng HDMI nữa, gọi là HDMI 2 các bạn ạ. Và con chân HDMI 2 này nó có thêm một số cái đường này này, nó dễ nhìn hơn các bạn thấy không? Hai chân ngoài cùng này.
Đấy, tức là hai chân 18, 19 này nó tác dụng gì? Thì tại sao lại có mấy con bóng này? Thì bây giờ mình sẽ phân tích nha các bạn nhé. Thì để trước khi phân tích ấy, thì mình sẽ nói lại cái này nha các bạn nhé, cái sơ đồ này, nói lại toàn bộ các cái linh kiện trên sơ đồ này. Thứ nhất ấy, là các cái cặp này D2 này, D2 trừ này và mát GND này, mát đây này, đây là những cái chân này, chân nó mát nhé, cái chân mà mình đánh dấu cái màu đen này là chân nó mát này. Đấy, các cái chân như là D2, D2 trừ này, D1, D1 trừ, D0, D0 trừ này. Đấy. Thì đây hoặc là CK cộng, CK trừ này. Thì đây là các cái đường tín hiệu mang thông tin âm thanh và hình ảnh nha các bạn nhé. Còn cái đường mà có chữ chân 15, 16 này này, cái đường mà CK trừ này, CK cộng này, HDMI này. Đây chính là hai cái đường mang thông tin, mang dữ liệu âm thanh nhé. Và có nó đồng thời là nó có mang trên mình của nó là các cái tín hiệu gọi là xung đồng bộ nhé, xung đồng bộ H H sin V sin đấy. Đấy, nó kết hợp với cả cái đây, kết hợp với cả cái cặp CK CK này, CK trừ, CK cộng này. Đấy, đây là những cái cặp này, bốn cái cặp này thì nó sẽ mang cái thông tin cả âm thanh và cả xung đồng bộ nhé. Đấy, đâm ra là những cái đường này này mà bị mất này, một trong những cái đường này này thì có thể là mất tín hiệu HDMI luôn, hoặc có một số cái thì nó có thể là bị hình ảnh nó bị trôi hoặc là cái gì đấy. Đấy thì là do mất cái xung đồng bộ rồi nha. Đấy, và trên các cái đường này các bạn thấy không, nó có các con diode bảo vệ, diode bảo vệ. Đấy, nếu những con diode này chập thì cũng gây ra mất hiện tượng này, mất mất tín hiệu đưa vào trong vi xử lý, và kết quả là vi xử lý mình không nhận cổng HDMI. Đấy thì không nhận cổng HD rất nhiều nguyên nhân. Và tiếp theo là chân 18, 19 này, là hai chân mình vừa bảo là rất quan trọng đúng không? Thì quan trọng như nào? Bình thường khi các bạn chưa cắm tín hiệu vào thì các bạn đo hai chân này của mình nó không có vô nào đâu nha. Nhưng mà khi các bạn cắm tín hiệu vào thì bắt đầu chân 18 này của mình này, nó có điện áp 5V từ dưới gọi đầu số này hoặc đầu chảo này, nó sẽ đưa vào vị, đưa vào cổng này, nó đưa vào đây. Đấy. Và chân này của mình nó sẽ đưa đây, đưa 5V. 5V này bắt đầu nó sẽ đưa vào đây, 5V này bắt đầu nó sẽ đi lên vi xử lý các bạn, đi lên vi xử lý nhé. Đây. Mình gọi là 5V, 5V của HDMI. Đấy, 5V DAC này. Đấy, cái đường này của mình sẽ đưa lên vi xử lý, nó báo cho vi xử lý này. À, đang có tín hiệu HDMI vào đấy. Thì bây giờ sẽ mở cho tín hiệu, các cái tín hiệu âm thanh hình ảnh này này và xung đồng bộ đi vào vi xử lý để bắt đầu là xử lý tín hiệu. Bởi vì bây giờ các con vi xử lý bây giờ mình sẽ tích hợp hết cả các con IC chuyển mạch ở trong con vi xử lý rồi. Nếu như mà trường hợp mà do lập trình của nhà sản xuất, ví dụ như là không có tín hiệu vào, đúng không? Không có tín hiệu HDMI không được cắm thì nó sẽ không cho tín hiệu vào, nó sẽ không cho nhận các cái cổng tín hiệu này để tránh trường hợp là bị nhiễu nhé. Thì do nếu mà trường hợp mà cắm dây HD của mình mà cắm vào ấy, thì bắt đầu nó sẽ có một cái lệnh xuất ra các bạn nhé, một cái đường 5V xuất vào đây, xuất vào đây, xuất vào chân 18 này. Và bắt đầu nó đi lên đi thẳng vào vi xử lý để nuôi vi xử lý nhé, để biện cho vi xử lý biết là à có cổng HDMI cắm vào rồi. Lúc đấy nó vi xử lý sẽ điều khiển truyền mạch trong vi xử lý luôn để nhận các cái cổng này vào để đưa vào trong giải mã nhé, để đưa lên hình ảnh. Đấy, đâm ra là một số trường hợp các bạn mà thấy không nhận cổng HDMI đúng không, thì các bạn phải kiểm tra mình chân số 18 này, chân số 18 này. Đấy, và chân số 18 chính là chân này các bạn, chân này bạn phải kiểm tra là phải có điện áp ở đây này, xem nào. Ở đây là phải có 5V nhé. 5V này là 5V từ dưới cái bo dưới nó đưa lên nhé. Đấy, và 5V này nó sẽ đi đâu? Một là nó đưa một đường này nó sẽ đi vào vi xử lý các bạn thấy không? Đấy, nó sẽ đi này. Đường nó đi vòng vòng men 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 đây các bạn thấy không? Đấy, nó sẽ đi đi qua điện trở này. Đấy, sau đó đi qua cái đường này. Đấy, đây 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 đây. Sau đó đi vào đây, vào đây vào bắt đầu nó vào vi xử lý nhé các bạn nhé. Đấy. Đấy, thứ nhất. Cái thứ hai là một cái đường ở chân số đây, chân số 19. Chân số 19 là đường gì? Chân số 19 này đối với trường hợp mình cắm các cái đầu số đầu đĩa thì không ảnh hưởng gì nha. Nhưng nếu mà mình cắm từ laptop ra thì lại có một hiện tượng này. Một số cái con tivi mình lại không nhận tín hiệu từ laptop. Đấy, nhưng mà nhận tín hiệu từ đầu đĩa này, đầu số này, đầu chảo nhận bình thường. Thì nguyên nhân tại sao? Thì nó liên quan đến chân 19 này. Bây giờ mình bắt đầu phân tích chân 19 nha. Thì đây, chân 19 của mình nó hoạt động như nào các bạn nhìn này.
chân 18 đúng không, nó sẽ tạo điện áp 5V đúng không, điện áp 5V HDMI đúng không, 5V LED đấy, để nuôi cho vị trí, để báo cho vị xử lý biết là đã có tín hiệu HDMI từ dưới đưa lên rồi đúng không. Nếu như trường hợp mà mình cắm vào laptop thì laptop nó cũng xuất ra một cái điện áp 5V vào chân số 18 này, để nó báo cho vị xử lý, để cho vị xử lý mở để cho các cái tín hiệu này đưa vào trong. Nhưng mà ngược lại vì nếu mà trường hợp laptop của mình ý, nó đưa ra một cái xung này trước, vi xử lý nó cho các tín hiệu này vào rồi các bạn ạ. Nhưng mà vi xử, laptop nó có xuất ra hay không thì là một chuyện. Muốn laptop nó xuất ra thì lại phải có một cái đường các bạn này. Cái đường 5V này này. Đấy, nó sẽ đi về đây, 5V LED đây. 5V LED này nó sẽ đi vào một con bóng. Đấy, một con bóng này nó vào đi trên B con này để khuếch đại trên C, để lấy khuếch đại về điện áp. Để lấy điện áp ra. Để nó đưa báo, nó báo về các bạn, nó báo về chân số 19 của laptop. Nó báo về laptop để biết được là đã có tín hiệu vào hay chưa. Ví dụ như cái trường hợp này đúng không, 5V này, 5V của mình đi vào đây đúng không, 5 vào đây, được chưa, 5V tiếp tục vào chân B con bóng này, con bóng Q1000 này đi đấy, 5V đi vào đây, 5V vào đây, là vào đây, vào chân B này, làm cho này dẫn từ C sang E đúng không? Đây, làm cho kéo tụt điện áp chân 19 đi, làm cho mất điện áp chân 19 đi đấy, bắt đầu là laptop nó nhận được là chứng tỏ là đã có điện áp vào đây rồi, điện áp vào đây rồi. Đấy, đã có điện áp vào đây rồi. Và bắt đầu là nó mới thực hiện nhiệm vụ là điều khiển cho laptop hoạt động nhá. Điều khiển laptop hoạt động. Thì bắt đầu là laptop hoạt động thì bắt đầu nó mới xuất các cái lệnh xuống dưới này, xuất các cái lệnh các cái thông tin hình ảnh này, thông tin data clock này, mà các đường dữ liệu bắt đầu đưa vào trong vi xử lý, để vi xử lý bắt đầu mới thực hiện đưa lên trên màn hình. Cái này là mình có nói nhầm này. Cái tín hiệu từ vi xử lý bên dưới này nó nhận rồi các bạn, nó nhận rồi, bắt đầu nó khi vi xử lý dưới này nó nhận rồi nhé, nó nhận được thông tin là đã có tín hiệu trên kia cắm vào rồi, thì nó sẽ báo về đây các bạn, nó sẽ báo về đây để áp mức thấp nhé, chứ không phải mức cao, mình nói nhầm, mức thấp làm cho điện áp làm cho con này không làm việc, khi con này không làm việc đúng không, thì làm cho điện áp ở đây mức cao, bởi vì mức cao là do điện áp 5V này nó tràn qua đây này, mức cao này, đấy, nó báo cho vi xử lý biết, đấy, nếu mà trường hợp mà cái vi xử lý mà không đưa lệnh ra đây, không lệnh ở đây, thì điện áp đây sẽ mức cao các bạn. Không đưa lệnh mức thấp đây thì đây sẽ mức cao ở đây thì bắt đầu là con này làm việc, nó dẫn từ C sang E làm cho tụt điện áp đây xuống mát chân 19, mà mất điện áp thì coi như là máy tính nó không tức là máy tính không xuất lệnh xuống, nó tưởng là vi xử lý chưa nhận được, nó sẽ không xuất lệnh ra nhé, để tránh ảnh hưởng đến máy tính đấy. Thì đây là toàn bộ cái sơ đồ của cái cổng HDMI. Các bạn có thể là ứng dụng sửa tất cả các loại HDMI nhé, các cổng HDMI, bất kỳ cổng nào mà bị lỗi những cái đường như thế này HDMI thì các bạn đều kiểm tra được và các bạn hiểu được cái từng cái chân của nó nhá. Đây mình nói lại này. Chân 1 này, chân 3 này, đây là hai chân này, chân này là các cái chân D2 cộng và D2 trừ này, đây chân này là chân mát này, chân dưới mát này, tiếp tục này, đây là chân D1 cộng này, đây D1 trừ này, đây là chân GND này, tiếp tục này, đây là hai, đây là một cặp nữa nhá, chân dưới là mát này, chân tiếp theo này là D0 cộng này, D0 trừ này, tiếp theo này, nó là CK cộng này, CK trừ này, đây là hai cái tín hiệu này, nó mang thông tin hình ảnh nhưng đồng thời nó có cả tín hiệu data clock nhé. Đâm ra mất đường này thì các bạn cũng làm coi như là mất tín hiệu data clock nhé. Đấy, hai đường này này và hai đường này này, nó sẽ là mang tín hiệu cả hai đường này là mang tín hiệu cả âm thanh này, cả data clock. Còn hai đường này là mang tín hiệu cả hình ảnh, cả data clock nhé. Còn các tín hiệu này, đường này là chỉ mang tín hiệu hình ảnh thôi. Nếu mà trường hợp các đường này mà bị lỏng chân hoặc là bị hỏng các con điện cầu trợ này, tăng chỉ số này, thì nó chỉ có hiện tượng là lem màu hoặc sai màu thôi nhé. Đấy. Và chúc tất cả các bạn là làm thành công với trên tất cả thiết bị TV bây giờ nhé.